Manchester City vẫn đang ở trong cuộc đua vô địch tam mã căng thẳng ở Premier League mùa này. Trận hòa 1-1 trước Liverpool ở vòng đấu gần nhất tại Premier League đẩy cuộc đua vào tình thế căng thẳng. Arsenal là đội ngư ông đắc lợi với kết quả trận đại chiến giữa Liverpool và Manchester City. Đoàn quân của Mikel Arteta vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 64 điểm sau 28 vòng đấu. Arsenal bằng điểm Liverpool nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Cả hai đội bóng này đều ở trên Manchester City với một điểm nhiều hơn. Khoảng cách cực kỳ xít sao khiến cho người hâm mộ không tài nào đoán chắc được ai sẽ lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Cuối tuần này, Manchester City tiếp tục rơi vào một trận đại chiến căng thẳng với Arsenal. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 10 vòng đấu là khép lại, kết quả trận đấu này có ý nghĩa rất lớn tới cuộc đua vô địch. Ở mùa giải năm nay, Manchester City cho thấy sự sa sút hơn trước. Điều này cũng dễ hiểu khi thầy trò Pep Guardiola đã giành được cú ăn ba ở mùa giải năm ngoái và đây là chiến tích vĩ đại bậc nhất trong bóng đá. Thực ra phải khen ngợi Manchester City khi họ vẫn đang nằm trong cuộc đua vô địch Premier League, đồng thời còn nguyên cơ hội lên ngôi ở Champions League và FA Cup. Và khi đánh hơi thấy danh hiệu, Manchester City có lẽ sẽ lại tăng tốc một cách đáng sợ. Gạt đi giai đoạn khởi đầu tệ hại, Manchester City đã bất bại 22 trận gần nhất, thắng 19 trận trong số đó. Nhưng rất đáng tiếc cho Manchester City khi đợt tập trung đội tuyển tháng 3 này mang đến cho họ khá nhiều tin dữ. Manuel Akanji, Kai Walker, John Stones và Matthias Nunn đều rời khỏi đội tuyển với những chấn thương. Ederson, Jack Grealish và Kevin De Bruyne là những cầu thủ chấn thương của Manchester City từ trước. Kết quả là Manchester City có thể thiếu vắng 7 cầu thủ trong màn tiếp đón Arsenal sắp tới. Đây là một tin xấu với Manchester City bởi vì đội hình của họ sẽ phải vượt qua một thử thách khổng lồ trong vòng 10 ngày tới. Sau trận chiến với Arsenal, Manchester City sẽ liên tục đối đầu với Aston Villa và Crystal Palace tại Premier League trước khi gặp gỡ Real Madrid ở trận tứ kết lượt đi Champions League vào ngày 10 tháng 4. Việc mất quá nhiều cầu thủ vì chấn thương có thể ảnh hưởng tới thành tích của Manchester City vì các đối thủ đều rất khó chịu, qua đó dễ khiến cho đội bóng này mất kiểm soát trong cuộc đua vô địch. Arsenal đã cắt trôi 12 trận thua liên tiếp trước Manchester City bằng thắng lợi đáng khen ngợi ở trận lượt đi tại Emirates. Đó là trận đấu mà Kai Havertz đã ghi được bàn thắng quyết định ở phút 86, trong một trận đấu mà cả hai đội đều chơi cầm chừng và không tạo ra nhiều cơ hội. Năm ngoái, Arsenal đã thi đấu thăng hoa nhưng cuối cùng không thể lên ngôi vô địch, nhưng cảm giác ở mùa giải này đã khác. Đoàn quân của Mikel Arteta vẫn thể hiện vô cùng ấn tượng và biết cách tăng tốc ở thời điểm quan trọng. Arsenal đã giành chiến thắng liên tiếp ở Premier League suốt từ tháng 1 tới giờ. Không những thế, pháo thủ còn thắng thuyết phục với những tỷ số đậm đà. Họ cởi bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ thi đấu an toàn trong giai đoạn đầu mùa giải để bùng nổ mạnh mẽ. Những lời kêu gọi mua thêm tiền đạo đã biến mất khi Arsenal ghi 33 bàn trong 8 trận gần nhất ở Premier League, trung bình hơn 4 bàn mỗi trận. Thành tích ghi bàn ấn tượng này giúp cho Arsenal vươn lên đứng số 1 ở Premier League về hiệu số bàn thắng bại. Điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh không nhỏ và cũng là lý do giúp Arsenal đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hiện nay. Tinh thần phấn chấn của Arsenal còn lên cao hơn nữa khi họ tiến vào vòng tứ kết Champions League lần đầu tiên sau 14 năm. Chiến tích này đã đủ để đánh giá đây là một mùa giải thành công của Arsenal. Nhưng dĩ nhiên là thầy trò Arteta chưa dừng lại ở đó, khi mà sức bật trong đội hình có thể giúp Arsenal vươn xa hơn nữa trong giai đoạn sắp tới. Đợt tập trung đội tuyển tháng 3 cướp đi của Arsenal hai tiền đạo là Gabriel Martinelli và Bukayo Saka. Tuy thế, cả hai cầu thủ này chỉ bị đau nhẹ và hoàn toàn có thể ra sân từ đầu. Ca vắng mặt duy nhất được xác nhận của Arsenal là Jarrion Timber. Dù thành tích của Arsenal ở mùa giải năm nay không bùng nổ như trước, nhưng người hâm mộ có thể thấy được sự tiến bộ của pháo thủ, nhất là khi có sự xuất hiện của tân binh bom tấn Declan Rice. Mục tiêu tiếp theo của Arsenal là phá đi cái dấp tại sân Etihad. Mikel Arteta đã toàn thua trong 4 lần làm khách tại Etihad kể từ khi dẫn dắt Arsenal vào năm 2019. Chính Arsenal cũng toàn thua trên mọi đấu trường khi làm khách tại Etihad kể từ năm 2016, thời điểm mà Pep Guardiola cập bến Manchester City. Để lên ngôi vô địch, Arsenal cần một kết quả tích cực trên sân của Manchester City. Ở mùa giải trước, trận thua của Arsenal tại Etihad cũng chính thức khép lại cuộc đua vô địch. Một chiến thắng cũng sẽ giúp các cầu thủ Arsenal tháo bỏ rào cản về mặt tâm lý. Và với tương quan lực lượng hiện tại, Arsenal nhiều khả năng sẽ có được điều mình muốn. Thể thao 5.1 dự đoán một kết quả hòa cho hai đội và khó có trên 3 bàn. Chúc các anh em may mắn!